Xin chào các bạn, mình đến từ Sư Tử Vàng Supply. Ngày hôm nay mình sẽ thông tin đến bạn những cập nhật mới nhất về hãng mực OneFamous. Với những ai đã sử dụng lâu năm mực OneFamous thì đều biết hãng sử dụng loại nắp nhựa dạng nắp nhựa gập xoáy vào cổ chai, phía bên trong sẽ có một lớp siêu ly lông để niêm phong. Khi sử dụng, chúng ta sẽ bóc lớp niêm phong này ra và dùng. Đây là loại nắp đã được hãng sử dụng cho tất cả các chai mực trong suốt nhiều năm qua. Thiết kế khá hay nhưng lời phàn nàn về chất lượng thì rất nhiều. Lý do vì loại nắp này quá khó đóng mở và phần bản lề quá dễ gãy, dẫn đến nhiều khách hàng làm gãy nắp khi vừa mới tháo mở ngay lần đầu sử dụng. Vậy nên, lắng nghe ý kiến của khách hàng, hãng đã thiết kế loại nắp mới cho các sản phẩm của mình. Cụ thể, sử dụng loại nhựa trong suốt có tính dẻo cao hơn, cách đóng mở giữ nguyên, nắp chai được cố định vào thân chai, không tháo rời được nữa. Siêu ni lông niêm phong được thay thế bằng đai niêm phong ở cạnh nắp. Việc thay đổi thiết kế nắp chai lần này giúp hãng tối ưu, tăng độ bền của sản phẩm, giúp hoàn thiện hơn trải nghiệm của người dùng. Tuy nhiên, hãng sẽ không thay thế lập tức toàn bộ sang loại nắp chai mới mà sẽ thay thế từ từ, nên việc bạn gặp hai loại nắp chai trong cùng một set là hoàn toàn bình thường. Các bạn cũng có thể đặt hàng tại Sư Tử Vàng Supply để đảm bảo mực chính hãng. Đó là tất cả những cập nhật nhỏ về mực OneFamous mình muốn thông tin với bạn ngày hôm nay. Mọi thắc mắc cần giải đáp, các bạn vui lòng liên hệ hotline hoặc fanpage để bên mình giải đáp sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!